Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video này em xin giới thiệu các bạn cách lắp cái hộp số phụ vào cái cầu. Cái này gọi là số đeo cũng được, nhiều người gọi là như thế. Cái cách lắp đặt thì nó rất dễ thôi, nhưng mà một số đối với những cái khách hàng làm lần đầu thì nó cũng còn nhiều cái bỡ ngỡ và nó cũng có một số cái khúc mắc, thì mình xin được làm cái video này để hướng dẫn cho các bạn còn chưa biết tham khảo. Còn bạn nào biết rồi thì có thể góp ý thêm. Thì cái số này đấy, thì các bạn cứ xem cái video của mình và làm theo. Đấy, đầu tiên thì các bạn tháo bốn cái con ốc này ra ở trên cái cầu. Các bạn tháo ra. Tiếp theo là các bạn là tháo bốn cái mặt bích này ra. Tháo cái mặt bích này ra này. Thì các bạn lưu ý đối với cái hộp số phụ thì cái ống thông hơi này nó phải ở phía trên nhé. Đấy. Thì ta dùng cái mặt bích này ta lắp ở đây trước. Thì đây cái ống thông hơi nó ở vị trí phía trên như này. Các bạn bắt chéo lỗ đi như này nhé. Bắt chéo như thế này. Thì tí nữa cái hộp số này nó sẽ bắt giống như thế này. Thì nó sẽ ở vị trí trên. Đây nhé, các bạn lưu ý là cái này chéo này. Rồi, xong sau đó các bạn bắt cái mặt bích này lên. Thì các bạn lưu ý thì thường thường là cái cầu ấy thì nó có một bên ngắn một bên dài. Cái bên ngắn ấy là nó nằm bên cái hộp xích của mình. Đấy, và cái hộp số phụ này thì cái ống thông hơi này ở phía trên. Các bạn vặn là 1, 2, 3, 4 này. Rồi, sau khi lắp như này thì mình tiến hành lắp cái phần dây số ở đây. Dây số có hai cái phần này. Mình lắp vào đây trước. Cho cái lông đen này phía hai bên này. Tiếp theo là đến phần lắp cái dây số và cần này. Các bạn tháo ốc này ra. Tháo cái dây số này ra. Bạn mắc lò xo vào đây trước nhé. Số giữa tầng sang số nhanh và sang số chậm. Thì các bạn phải điều chỉnh làm sao cái con lẫy này kéo sang số chậm là 1,6 cm. Đấy. 1,6 cm nhé.
1,5 đến 1,6 cm thì mới đạt yêu cầu. Đấy thì cái này nó bên mình mở ra để bên mình chỉnh cho nó chuẩn để hướng dẫn cho khách hàng. Còn bình thường thì các bạn làm ở ngoài thì mình sẽ chỉ ở bước tiếp theo sau đây. Như vừa rồi mình đã mở cái vị trí cái nắp đậy này ra để cho các bạn xem là cái mục đá cái bánh răng sang ấy như thế nào. Thì khi các bạn nắp vào thì các bạn sẽ điều chỉnh các cái con ốc ở vị trí này đấy, sao cho đây mình nhả về vị trí trung gian này. Đấy. Các bạn lấy cái thước đo nhé. Đây các bạn đưa cái này về vị trí tự do này. Xong các bạn đo vị trí từ điểm đầu này đến điểm cuối này. Như mình đo lúc đầu chưa căng cái này là 8,5 cm nhé. Thì các bạn phải điều chỉnh cái con ốc này làm sao cho nó khi nó rút về số mạnh rồi thì nó sẽ còn lại là 6,5 cm. Có nghĩa là các bạn phải điều chỉnh từ cái vị trí điểm đầu này và đến cái điểm sau là phải rút được khoảng 2 cm. Các bạn nhớ là 2 cm đấy, từ điểm tự do đấy. Điểm tự do là cái điểm mà khi mình chưa chỉnh như này. Đây đây các bạn để tự do như này, các bạn đo này, nó là 8,5 cm này. Thì khi các bạn kéo dây cần số về thì các bạn phải chỉnh làm sao khi các bạn kéo cần về nó còn kéo được khoảng 2 cm, có nghĩa là nó sẽ dịch về đây 2 cm như này đấy thì mới được. Thì mình sẽ căng cái này lên, căng lên một chút. Nhớ là các bạn phải đo ngay lúc đầu là bao nhiêu nhé, và khi sang số phụ rồi các bạn phải rút được 2 cm nhé. Thì trong quá trình các bạn rút số ấy thì có thể bánh răng nó đang dao thì các bạn không rút được 2 cm đâu, mà các bạn phải cầm cái này các bạn quay này đấy thì mới được. Đấy, các bạn chỉnh căng lên, bây giờ các bạn sẽ rút cái số nó ra và các bạn đo lại vị trí này. Hôm nay các bạn đo là 10 cm chẳng hạn, thì bây giờ các bạn đo nó phải còn lại 8 cm, hoặc là lúc nãy như mình đo là 8,5 thì bây giờ nó còn phải 6,5 thì mới được. Đấy, khi các bạn để ý nhé. Đây các bạn để ý này, hôm nay mình rút này. Đấy, bây giờ nó chỉ còn có khoảng đây, chỉ còn 6,5 cm thôi. Có nghĩa là lúc nay 8 thì bây giờ xuống 6, có nghĩa là các bạn phải dịch sang 2 cm thì mới ok. Nhưng đấy nó mới sang hết số. Đấy, rất là nhẹ nhàng, không bị lật khật. Nếu như mà xoay tay này nó vẫn còn lật khật là nó chưa sang hết. Đấy, đây các bạn nhả này. Đấy. Nhả về thì nó sẽ sang số nhanh. Đấy. Đây nha các bạn, kéo sang số mạnh này.
Kéo sang số mạnh thì các bạn đo này, chưa đo ngay, các bạn phải quay này một tí này. Đấy, thì nó mới rút sang, lúc này nó mới bắt đầu nó sang này. Thì các bạn đo thử, nếu nó sang được so với vị trí tự do ban đầu thì kéo sang vị trí tiếp theo là kéo được 2 cm, lúc đấy là ok. Đấy. Thì các bạn nhớ cho mình là từ vị trí tự do ban đầu sang vị trí số phụ, số mạnh, các bạn phải kéo được cho mình đúng 2 cm nhé. Nếu các bạn kéo 1,5 cm thì nó sẽ bập rất là ít bánh răng, nó đan nhau rất là ít, lúc đó là dẫn đến hiện tượng mẻ răng hoặc là nó nhanh mòn. Đấy, và lúc xoay này nó cứ lật khật, nó không êm tay như thế này. Đây, nó rất là êm này. Đấy. À, cũng giải đáp luôn cái bệnh mà các bạn khi các bạn kéo số ấy, kéo cũng được rồi mà nó cứ bật số về ấy, thì là do các bạn xem ở dưới cái vị trí tháo cái nắp vàng này ra, các bạn kiểm tra nó có một cái lẫy để nó kéo cái cần này, cái lẫy nó bị cong thì nó sẽ không bám, mà các bạn gõ nó xuống một chút để các bạn chỉnh lại thì lúc đó là cái hiện tượng nó sẽ không còn hiện tượng tự nhả số đấy, thì là có thể do cái thanh này nó bị trượt thì các bạn chỉnh lại. Ok rồi, video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Đấy, thấy video của mình có ích ấy, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ, bật chuông thông báo để xem nhiều video hơn.